Quý cô bác, anh chị kính mến, thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Đầu xuân năm mới Giáp Thìn, Minh Đường Tử Vi thay mặt cho những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị. Chúc Tết xuân sang khắp mọi nhà, mừng cho đất nước ta luôn thịnh giàu, năm cũ đi qua xin cầu chúc mới trọn tình xuân đẹp đậm đà, vạn phúc lành thay duyên vừa đủ, sự nghiệp danh đề mại thiên thu, như trên gia hộ cho con cháu, ý nguyện trời ban đến tuổi già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Sự thật chấn động gây sốc giới tử vi. Tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, trong 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch, được thần Phật hộ giá, tránh họa đắc phúc, tiền bạc ùn ùn kéo đến như mưa, khổ mấy cũng đổi vận cực giàu có, đón một năm an nhàn lắm tiền nhiều của. Quý vị thân mến, trong cuộc đời này có rất nhiều con người, ngay từ khi sinh ra đã mang số phận hầm hưu nghèo túng, thân mang bệnh tật, gia đình lại không hạnh phúc, có những người may mắn hơn một chút là có được mái nhà tạm để có chỗ mà che nắng che mưa, cố gắng làm lụng cả đời, chắt bóp từng đồng tiền lẻ mà cũng không khống khá lên được, cuộc sống vẫn cứ cực khổ trăm bề. Chắc hẳn họ sẽ luôn mong cầu một cuộc sống hạnh phúc hơn, tìm kiếm những cơ hội và vận may đến với mình trong cuộc đời. Khi xem tử vi cho 12 con giáp thì thấy rằng, bước sang năm Giáp Thìn 2024, vận trình của 12 con giáp có nhiều biến đổi bất ngờ. Có con giáp may mắn liên miên, sự nghiệp và tài vận thăng hoa, vận trình phát đạt, thành công đại lợi. Nhưng có con giáp cần phải đề phòng kiêng kỵ một số điều tưởng chừng rất nhỏ bé, nhưng lại mang yếu tố quyết định này thì mới mong mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện. Và tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 là con giáp cần hết sức chú ý trong 6 tháng đầu năm 2024, kẻo rước họa vào thân, tiền bạc tiêu tán, gia đạo bất hòa. Vậy rốt cuộc tuổi này cần phải làm gì để năm 2024 gặp hung hóa cát, đón thần tài vào nhà, tiền bạc đổ về như nước, hưởng may mắn giàu có và bình an cả một năm? Thì ngay sau đây sẽ là luận giải tử vi chi tiết. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi để không bỏ lỡ cơ hội của mình quý vị nhé. Trước tiên, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về những đặc trưng phân biệt về người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Yếu tố: thuộc nhóm kim loại, hướng tốt, Tây Bắc, Tây, màu sắc hợp mệnh, màu nâu, vàng đậm, trắng xám, bạc, cực dương, đá hợp mệnh, kim cương, số may mắn, ý nghĩa số 9, số thứ tự thứ 11, mùa sinh tốt, mùa thu, tháng tốt, tháng 10, tuổi hợp, người tuổi Dần và người tuổi Ngọ, tuổi xung khắc người tuổi Thìn, tương ứng với tử vi phương Tây, thiên bình chiếu. Theo hệ chiêm tinh ngũ hành, tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 là dấu hiệu thứ 11 trong hệ tử vi chiêm tinh học phương Đông. Tuổi Tuất là những người sống ngay thẳng, thật thà và tốt bụng. Họ không bao giờ vì tiền tài, vật chất, địa vị mà đánh mất đi giá trị phẩm chất của con người mình. Dù làm việc gì, tuổi Tuất cũng nghĩ cho lợi ích của cộng đồng, tập thể. Người tuổi Canh Tuất là những người thích cho đi. Họ yêu thương, quan tâm tới mọi người bằng sự chân thành, thường trở thành nguồn khích lệ tinh thần của người thân, bạn bè. Khi hợp tác làm ăn, cho dù là kinh doanh hay làm nghệ thuật, họ không bao giờ theo đuổi danh tiếng và tiền bạc đến mức quên mọi thứ khác. Họ cần một mối quan hệ tốt đẹp và đôi bên cùng thắng. Với sự nhạy cảm sẵn có, người tuổi Canh Tuất thường áp dụng chúng trong việc sáng tạo, trong các lĩnh vực phát huy được khả năng sáng tạo của mình. Họ sẽ luôn tỏ ra là nhân viên xuất sắc, thậm chí sẽ là người chủ tuyệt vời chỉ với một điều kiện duy nhất là họ phải có ứng thú với ngành nghề đó. Việc nuôi dưỡng để có năng lực tổ chức sẽ ngốn rất nhiều thời gian cũng như sức lực của họ. Họ có thể làm rất tốt công việc thủ quỹ trong ngân hàng hoặc trong các cửa hàng. Tuy nhiên, vì không thích những công việc đơn điệu, nhàm chán, nên họ sẽ không thấy thoải mái, hài lòng khi làm những việc kể trên. Nếu ai đó thuê một nhân viên là người tuổi Canh Tuất, thì người này sẽ không phải lo lắng đến chuyện nhân viên của mình đi muộn, về sớm, quên ghi nhật ký bán hàng hay những vấn đề tương tự khác. Họ ý thức được tầm quan trọng của đồng tiền, nên sẽ hết sức thận trọng trong việc quản lý tiền bạc, hạn chế đến mức tối đa các khoản chi tiêu không cần thiết,
những người này còn có khả năng chỉ huy việc xây dựng những công trình lớn, hoặc có thể trở thành những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Họ sẽ thử sức mình trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau, như buôn bán đồ cổ, hàng thủ công mỹ nghệ, làm đại diện, hoặc tổ chức các triển lãm nghệ thuật. Họ có khá nhiều hứng thú với việc kinh doanh, nhưng nghề trang trí nội thất mới thật sự giúp họ phát huy được hết những sở trường của mình. Người tuổi Canh Tuất thường có tình cảm rất phong phú và khá nhạy cảm. Họ cũng hiểu biết nhiều về tình yêu và có thể xem là bậc thầy trong lĩnh vực này. Họ yêu người bạn đời của mình và sẽ cố gắng hết sức để xây dựng một gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Họ thích cuộc sống gia đình và luôn tìm được trong đó cảm giác an toàn. Nếu mất đi cảm giác này, họ sẽ cảm thấy lo lắng, bất an. Họ cũng theo đuổi tình yêu chân thành một cách nồng nhiệt, và nếu không thể có được điều đó thì sẽ cảm thấy rất bứt rứt, khó chịu. Các cô gái tuổi Tuất rất nhiệt tình trong giao tiếp, dung mạo xinh đẹp. Những người tuổi Tuất trong những phụ nữ trưởng thành thường có khả năng tư duy rất tốt, thích đẹp nhưng ăn mặc lại rất chất phác, thích mặc những loại quần áo rộng bằng các chất liệu mềm thoáng. Khi họ tức giận thì đứng ngồi không yên. Phần lớn những người phụ nữ tuổi Tuất rất biết quan tâm chăm sóc người khác, vui vẻ hợp tác cùng mọi người, và có thể hay đứng ra làm chứng những việc mà không ảnh hưởng đến lợi ích của bản thân họ. Họ là những cô gái thích nhảy múa, bơi lội hay những hoạt động ngoài trời. Họ là người bạn gái, con gái tốt của chồng. Nguyên nhân chủ yếu để họ làm được điều đó là không can thiệp thái quá vào công việc của người khác, nhưng lại vui vẻ lắng nghe khác trình bày quan điểm. Phụ nữ tuổi Tuất khi đối xử với người khác thể hiện đức tính luôn hòa hợp, vui vẻ nhẹ nhàng tiếp cận và hòa đồng trong tình hữu nghị của mọi người. Khi bạn tiếp xúc với phụ nữ tuổi Tuất, có thể đến thăm nhà của họ, cùng họ uống trà nói chuyện, ngược lại có thể mời họ đến nhà bạn chơi. Trong các quan hệ bình thường có thể dần dần hiểu nhau, vui vẻ cùng nhau kết bạn chân thành. Bạn phải nhớ rằng ở đâu đó trong tiềm thức những người tuổi Tuất luôn tiềm ẩn tính cảnh giác. Vì thế trong quan hệ bạn tuyệt đối không được hấp tấp vội vàng. Phương thức tốt nhất là tuân thủ từng bước dần dần đẩy sâu mối quan hệ. Khi bạn đã có được niềm tin của cô gái tuổi Tuất, trở thành người bạn tri âm tri kỷ, dù sau đó bạn có thể gặp bất cứ hoàn cảnh nào, phá sản hay phát tài, họ cũng không bao giờ quay lưng thay đổi tình bạn. Rất ít phụ nữ ở các tuổi khác có thể bì được tính chân thành, trung thực với các cô gái tuổi Tuất. Những người con trai tuổi Tuất là những người có khí phách sung mãn. Khi người tuổi Tuất lâm vào những hoàn cảnh bất khả kháng, họ cũng rất khéo thông qua ý kiến của mình để tác động đến người khác, bởi vì tận đáy lòng, làm việc rất nghiêm túc những việc được người khác giao phó. Chỉ cần những việc nằm trong phạm vi trách nhiệm của họ, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác. Khuyết điểm của con trai tuổi Tuất là kém sức nhẫn nại. Về phương diện tình cảm thì người tuổi Tuất kém người tuổi Dần, tuổi Ngọ, có thể thả mình trong những mối quan hệ nồng nhiệt. Những người tuổi Tuất có thể trầm mặc âm thầm yêu thương người mình thương yêu và luôn quan tâm chăm sóc ở những phương diện khác. Con trai tuổi Tuất đặc biệt rất khó tin tưởng người khác, nhưng khi đã tin tưởng rồi thì họ không bao giờ tiết giảm niềm tin đó. Niềm tin đó đối với bạn bè họ thể hiện ở chỗ. Nếu bạn vô tình xúc phạm đến những người bạn của người tuổi Tuất, bạn sẽ lập tức được chứng kiến phản ứng của những người tuổi Tuất. Những người tuổi Tuất sinh về đêm thường nóng tính hơn những người sinh ban ngày. Họ thường dễ sinh xung đột với người khác. Những người tuổi Tuất dù sinh vào bất cứ mùa sinh nào cũng thường được thuận lợi trong cuộc sống, cả đời không mấy khi phải rơi vào hoàn cảnh đói ăn thiếu mặc. 2. Tổng quan tử vi trong 6 tháng đầu năm 2024 của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Xét tử vi năm 2024 cho thấy, cục diện xung thái tuế gây ảnh hưởng hầu hết đến các phương diện cuộc sống của con giáp này trong nửa đầu năm 2024 Giáp Thìn. Tài vận và các mối quan hệ có thể sẽ gặp biến động lớn. Về phương diện công danh, sự nghiệp tuổi Canh Tuất trong 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch. Trong 6 tháng tới này, con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Canh Tuất đầy những trắc trở, khó khăn. Bạn cần xác định rõ mục tiêu của mình và xác định sẵn tinh thần để có động lực vươn lên. Không đầu hàng nghịch cảnh thì ắt sẽ chạm tới thành công. Trong 6 tháng tới này, các mối quan hệ xã giao của bản mệnh không được tốt. Bản mệnh khó có thể tìm được người đồng chí hướng với mình, thậm chí chỉ cần có người bày tỏ thiện ý với bản mệnh là tốt lắm rồi. Đa số thời gian, con giáp này sẽ phải tự lực cánh sinh, không được ai giúp đỡ, dễ dẫn đến tình trạng tâm lý mệt mỏi, căng thẳng, áp lực, đồng nghiệp cản trở, đối thủ cạnh tranh là nguyên nhân chính khiến các công việc của bản mệnh khó có thể tiến hành theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, dù có bị quấy rối, làm phiền, bản mệnh cũng cần nhắc mình bình tĩnh cư xử, chớ nóng nảy kẻo hỏng việc, kẻ xấu cũng sẽ có cái cớ để vịn vào, nhân đó hãm hại hoặc giành mất công lao của bản mệnh. Khi được giao cho phụ trách công việc, bản mệnh chớ làm với tinh thần đối phó, được chăng hay chớ, vì như vậy thì dễ mắc lỗi sai, ảnh hưởng tới hình ảnh của bản thân và cả tập thể. Khi vấn đề xảy ra, bản mệnh cũng cần dũng cảm đối mặt với sự thật, đừng tìm cách trốn tránh hoặc đổ lỗi cho ai, dù là người đứng ở vị thế lãnh đạo đi nữa, con giáp này cũng không được lơ là,
bởi nhiều quyết định của bản mệnh có thể ảnh hưởng sống còn tới cả tập thể. Bản mệnh không nên nghe theo lời xúi dục của những kẻ nịnh hót. Khi đứng trước các vấn đề, bản mệnh cần có cái nhìn đa chiều và đúng đắn, đừng nghe theo lời nói một chiều của bất cứ ai. Về phương diện tài lộc tuổi Canh Tuất trong 6 tháng đầu năm 2024, tử vi khoa học nhận định, tình hình tài chính của người tuổi Canh Tuất cũng khó có thể tiến triển được như mong muốn ban đầu của bản mệnh. Ngay từ thời điểm đầu năm, bản mệnh đã nên xác định cho rõ định hướng của mình, không nên đặt ra những cái đích quá xa vời, vừa khiến bản thân mệt mỏi lại vừa dễ rơi vào cảnh thua lỗ. Người làm công ăn lương nên chú ý vào nhiệm vụ của mình, chớ lơ là kẻo kẻ xấu lợi dụng cơ hội chiếm công, khiến công sức lao động bỏ ra đều trở nên uổng phí. Bản mệnh cũng cần chú ý vào công việc, bởi nếu không dễ xảy ra lỗi sai, vừa ảnh hưởng đến người khác lại vừa phải tốn công sức và tiền bạc để sửa chữa. Với người làm ăn kinh doanh, bản mệnh gặp nhiều bất lợi, khi đối thủ đều quá mạnh mẽ, trong khi chính bản thân mình lại chưa tìm ra được lợi thế để cạnh tranh. Con giáp này cần phải thật sự bình tĩnh để đánh giá đúng tình hình thực tế cũng như điểm mạnh của bản thân, chớ vội vàng đưa ra các quyết định để rồi vướng phải thua lỗ lớn hơn. Người thiếu kinh nghiệm cần hạn chế dốc hết tài sản của mình để đầu tư vào một lĩnh vực nào đó, vì như vậy khó thu hồi vốn và cũng dễ phải chịu những tổn thất nặng nề. Tốt nhất, hãy tiến hành từng bước chậm mà chắc, không nên chạy theo xu thế. Bản mệnh cần tích lũy kinh nghiệm dần dần rồi mới có thể làm ăn lớn được. Tuy nhiên, trên thực tế thì trong 6 tháng tới vẫn sẽ có một số thời điểm bản mệnh gặp được nhiều may mắn hơn. Quan trọng là bản mệnh phải đủ tinh tế để nhận ra đâu là cơ hội mình cần lập tức nắm bắt. Nắm bắt được cơ hội, bản mệnh sẽ cải thiện được tình hình thực tại, thậm chí phát hiện ra được hướng đi mới khắc phục bế tắc. Về phương diện tình cảm, gia đạo tuổi Canh Tuất trong 6 tháng đầu năm 2024. May mắn là cục diện ngũ hành tương sinh lưu niên sẽ đem lại điểm sáng cho người tuổi Canh Tuất trên phương diện tình cảm. Dù phải đối diện với sóng to gió lớn ngoài xã hội, thì may mắn là khi về nhà, bạn vẫn nhận được sự động viên, an ủi của mọi người xung quanh, nhờ thế mà bạn cảm thấy như được tiếp thêm dũng khí và nguồn năng lượng. Với người đã lập gia đình, bản mệnh nhận được sự thấu hiểu và quan tâm của người ấy, thậm chí có những khi bạn không cần phải nói, đối phương cũng có thể đoán được bạn mong muốn điều gì. Vì thế bản mệnh luôn cảm thấy mình đắm chìm trong hạnh phúc, gia đình chính là tổ ấm bạn mong muốn được quay trở về sau những giờ làm việc vất vả. Trong 6 tháng tới này, có thể thấy rằng áp lực công việc và tài chính tăng lên rõ rệt. Bạn nên tâm sự và san sẻ với người ấy những gánh nặng của mình để có thể được nhẹ nhõm hơn. Hơn nữa, đối phương là người ngoài cuộc nên có thể nhìn nhận được những khía cạnh mà bạn bỏ qua, đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích. Với người còn độc thân, giai đoạn này bản mệnh có cơ hội nên duyên với một ai đó hay không hoàn toàn phụ thuộc vào chính bạn. Nếu bạn tự tin, chủ động, chịu mở lòng với mọi người thì rất có thể sẽ gặp được một ai đó phù hợp trong hoàn cảnh bất ngờ. Còn ngược lại, nếu bạn chỉ thích sống trong thế giới riêng, không quan tâm đến việc giao lưu, kết bạn, thì một nửa còn thiếu của bạn sẽ rất khó xuất hiện. Cho dù bạn có được người thân quen giới thiệu đi nữa, thì đó cũng sẽ chỉ là những buổi gặp gỡ thoáng qua. Về sức khỏe tuổi Canh Tuất trong 6 tháng đầu năm 2024. Tình hình sức khỏe của người tuổi Canh Tuất cũng không được khả quan trong 6 tháng tới, chủ yếu do bạn phải chịu đựng quá nhiều áp lực do cuộc sống mang lại. Công việc bận rộn, rắc rối xảy đến liên tiếp, khiến bạn thường phải gồng mình gánh chịu, thậm chí còn không có đủ thời gian để nghỉ ngơi. Vì thế mà bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, những căn bệnh vặt vãnh ập đến là điều không thể tránh khỏi. Nếu cảm thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường, tốt nhất nên sắp xếp thời gian đi thăm khám, chớ để lâu mà bệnh tình ngày một trở nặng. Trên lĩnh vực tinh thần, nếu cảm thấy quá căng thẳng, suy nghĩ bi quan, bạn cần tâm sự với người thân hoặc những người đáng tin cậy ngay lập tức, chớ một mình chịu đựng kẻo gây ra những hệ lụy không đáng có. Việc trò chuyện với mọi người xung quanh chắc chắn sẽ khiến cho bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. 3. Luận hung cát từng tháng của người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch. Xem tử vi cho thấy, công việc tháng đầu tiên năm mới Giáp Thìn của người tuổi Canh Tuất diễn ra khá suôn sẻ, có quý nhân hữu bật giúp đỡ, gặp thiên thời địa lợi dù tinh thần làm việc chưa quá hăng hái, nhưng mọi thứ tiến triển khá thuận lợi, ít phát sinh sự cố bất ngờ. Có điều ngũ quỷ xuất hiện, mang theo dấu hiệu tiểu nhân đeo bám rõ ràng, làm gì tuổi Canh Tuất cũng nên thận trọng. Tài vận bình ổn, tình hình kinh doanh, buôn bán tuy chưa sôi động, nhưng vẫn có khoản nọ khoản kia, không lo túng thiếu. Trong tháng nên tránh xa các trò cờ bạc, đỏ đen, kẻo phá tài nặng. Trong tháng bản mệnh có lộc ăn uống, tuy nhiên sức khỏe không tốt, dễ gặp các vấn đề về tiêu hóa, nên thường xuyên bị đầy hơi, ăn không ngon miệng. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch. Xem tử vi cho thấy, người tuổi Canh Tuất bước vào tháng 2 âm lịch với vận khí khá hanh thông, bản mệnh được nhị hợp quý nhân nâng đỡ,
công việc tiến triển tốt, có cơ hội thăng tiến rõ ràng, tài vận khởi sắc, chính tài tăng mạnh, mang theo cơ hội tăng lương, cần chủ động nắm bắt, kinh doanh buôn bán trong tháng có lộc trời ban, ký kết hợp đồng thuận lợi, doanh thu tăng đột biến. Thêm nữa, trong tháng 1 vài khoản cho vay nay bản mệnh thu hồi lại được, thu nhập trong tháng đến từ nhiều nguồn, cứ làm là có tiền không lo túng thiếu. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch. Theo tử vi tháng 3, người tuổi Tuất sẽ trở nên kiêu ngạo muốn lấn át người khác hơn, quan hệ đồng nghiệp căng thẳng, dễ bị cô lập, bạn bè cũng tỏ ra bất mãn với bạn, chuyện tình cảm nhạt nhẽo, người độc thân cố quạnh, có lẽ bạn nên xem lại bản thân mình, cất bớt gai góc đi, hãy tạo cơ hội cho mọi người xung quanh hiểu mình hơn. Đi lại cẩn trọng kẻo gặp tai nạn xe cộ, để phòng bị mất trộm đồ đạc quý giá, xuất hành xa bất lợi, có thể bị nhỡ tàu xe hoặc sự cố bất ngờ, khiến hành trình lỡ dở hoặc tốn kém tiền bạc. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch. Xem tử vi cho thấy, sang tháng 4 âm lịch, vận trình của tuổi Canh Tuất khởi sắc hơn, có quý nhân giúp đỡ nhiều phương diện, đa phần quý nhân là nữ mạnh, nhờ có tử vi và giải thần đứng ra che chở, công việc tiến triển thuận lợi, gặt hái không ít thành công. Tất nhiên quá trình thực hiện khó tránh va vấp, nhưng đó đều là bài học kinh nghiệm quý báu giúp bạn hoàn thiện bản thân. Vận trình tài lộc khởi sắc trông thấy, tình hình kinh doanh buôn bán khả quan, dù là buôn bán lớn hay nhỏ lẻ, bản mệnh cũng có một tháng tất bật, đơn hàng tới tấp, doanh thu lý tưởng, nhưng thận trọng khi cho người khác vay tiền, tránh bị mất tiền oan. Tử vi tháng 5 năm 2024 âm lịch. Tháng này bản mệnh được tam hợp quý nhân phù trợ, vận khí bản mệnh bừng sáng, tài vận hanh thông, thứ tài dồi dào, vận may tiền bạc đang đến, mua hàng trúng thưởng, mua xổ số có khả năng trúng khá cao, chính tài duy trì ở mức ổn định, có dấu hiệu tăng lương, chủ động nắm bắt, tiến trình công việc thuận lợi, tiến độ luôn được đảm bảo, thậm chí vượt tiến độ, được lãnh đạo đánh giá cao, đề bạt lên chức vụ mới. Vận trình tình cảm có chuyển biến tích cực, nhân duyên khác giới vượng tới mức đi đâu bạn cũng được mọi người chú ý, không khó để tìm được đối tượng ưng ý, vợ chồng câu trước mâu thuẫn câu sau làm hòa, gia đạo yên vui, con cái khỏe mạnh, học hành giỏi giang. Tử vi tháng 6 năm 2024 âm lịch. Bản mệnh chịu ảnh hưởng cục diện tương phá, dù trong tháng vận quý nhân khá vượng, nhưng đi kèm theo đó là vận tiểu nhân đeo bám. Vậy nên mưu sự thận trọng, tuổi Canh Tuất làm việc dựa vào sức mình là chính, không trông chờ vào người khác. Mặt tài lộc, người tuổi Tuất mệnh nữ phải lưu ý chi dùng tiền bạc, bởi các sự cố bất ngờ, may mắn trong vận trình nhiều cạnh tranh, bạn có thiên ấn tàng mùi thổ nâng đỡ, chuyện tình cảm không ôn hòa, thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn, nhưng người tuổi Tuất lại thường xuyên phải bảo vệ ý kiến của mình trước nửa kia. 4. Bình giải về sao hạn và cách hóa giải vận hạn cho tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. 1. Bình giải sao hạn cho nữ mạng tuổi Canh Tuất năm 2024. Theo sao chiếu mệnh, trong năm 2024 tuổi Canh Tuất nữ mạng gặp sao kế đô. Dân gian có câu, nam là hầu nữ kế đô, để ám chỉ rằng kế đô là sao hạn nặng đối với nữ giới. Năm có sao này chiếu thì đương số thường kém may, hay gặp chuyện tranh chấp, thị phi, đau khổ, buồn rầu, lại dễ bị đau yếu, tai nạn, bệnh tật, họa vô đơn chí, trong gia đình có việc không may, xấu nhất là tháng 3 và tháng 9 âm lịch. Theo niên hạn, hạn thiên tinh, hạn này chủ về vấn đề ngộ độc trong ăn uống, tai bay vạ gió trong lời nói. Ngoài ra, nó cũng ví như cạm bẫy đang giăng sẵn, nếu hành động chủ quan, tin người thái quá là bị lừa đảo khiến tiền mất tật mang. Nhìn chung, nữ mạng tuổi Canh Tuất năm 2024 gặp sao kế đô, hạn thiên tinh, vận hạn trong năm Giáp Thìn chủ về mâu thuẫn trong gia đạo, sức khỏe suy giảm. Vì vậy mệnh chủ nên chú ý trong cách cư xử hàng ngày, giữ tinh thần luôn thoải mái, vui vẻ, tránh nóng giận thất thường. Sức khỏe sẽ được cải thiện nếu nữ Canh Tuất biết yêu thương bản thân, dành thời gian chăm sóc cho chính mình. Mệnh chủ có thể tham gia các câu lạc bộ, tổ chức xã hội để đời sống tinh thần được vui vẻ, tự tin. Bên cạnh đó, trong cuộc sống gia đình đôi khi khó tránh khỏi mâu thuẫn, chỉ cần nữ tuổi Tuất 1970 bình tĩnh giải quyết mọi chuyện, lắng nghe nhiều hơn thì sẽ kết nối được tình cảm giữa mọi người lại với nhau. Ngoài ra bản mệnh có thể chủ động làm nhiều việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh, thường xuyên phóng sinh, dần ra tai ương vận hạn sẽ tan biến. Việc dâng sao giải hạn tốn kém, mất nhiều công sức mà chưa chắc đã có được hiệu quả bằng chính việc làm của bản thân mình. 2. Bình giải sao hạn cho nam mạng tuổi Canh Tuất năm 2024. Theo sao chiếu mệnh, trong năm 2024, tuổi Canh Tuất nam mạng gặp sao La Hầu. La Hầu là hung tinh, kỵ nhất với nam mạng. Sao La Hầu thường đem đến những điều không lành, dính dáng đến pháp luật, cửa quan, gây khẩu thiệt, chuyện thị phi, tai ương, ốm đau bệnh tật,
tai nạn, gây hao tổn tiền tài. Xấu nhất là tháng 1 và tháng 7 âm. Nếu muốn tiến hành việc quan trọng thì nên tránh hai tháng này. Theo niên hạn, hạn tam kheo. Hạn tam kheo chủ yếu gây thương tật ở tay chân. Vì thế năm gặp hạn này thì nên đi đứng cẩn thận, hạn chế bị té ngã hoặc tai nạn bất ngờ. Ngoài ra cần đề phòng chứng phong thấp, bệnh xương khớp và chứng mỏi mắt hay mắt bị mờ. Tiểu kết. Nam mạng tuổi Canh Tuất năm 2024 gặp sáu la hầu, hạn tam kheo, vận hạn trong năm nay chủ về tai tiếng, thị phi, sức khỏe, ảnh hưởng tới những người tính cách ích kỷ, dễ bị tiêu cực. Còn đối với người sống ngay thẳng, cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói thì không cần lưu tâm. Năm này bản mệnh chỉ nên duy trì sự ổn định trong công việc, hạn chế có những quyết định táo bạo, thay đổi đột ngột. Sự nghiệp tuy không có những bước phát triển đột phá như thời trẻ, nhưng bù lại rất vững vàng. Trong gia đạo, nam tuổi Tuất 1970 nên dành nhiều thời gian hơn để bên cạnh những người thân trong gia đình. Có những khoảnh khắc trôi qua đi sẽ không thể quay lại. Suy cho cùng, sự nghiệp cuối cùng của đời người chính là hạnh phúc gia đình. Hóa giải sao la hầu theo phong thủy năm 2024. Đổ phong thủy. Sao la hầu là sao thuộc hành kim, có thể sử dụng những vật phẩm phong thủy thuộc hành thủy để khắc chế, giảm bớt những tai họa, xui xẻo có thể xảy ra. Mệnh chủ nên dùng những đồ vật hay mặc trang phục màu đen, màu xám, màu xanh biển. Cũng có thể sử dụng vật phẩm phong thủy làm từ đá thạch anh đen, thạch anh khói, thạch anh tóc đen, mã não xanh dương, sapphire. Về cách hành sự, đừng bao giờ có ý định dùng tiền bạc để đổi lấy danh lợi, đi hối lộ, đổi trác công danh, tiền tình. Đừng đồng lõa với những kẻ xấu bụng làm chuyện gian ác, kẻo sẽ nhận hậu quả khôn lường. Về tinh thần, luôn nhắc nhở bản thân hành sự cẩn trọng, kiểm soát tốt cảm xúc sẽ tránh được họa thị phi, kiện tụng. Ngoài ra, đừng buôn chuyện mà nói xấu, đặt điều cho người khác, cũng đừng vì danh vọng mà bất chấp, nên suy nghĩ kỹ trước khi nói, khi làm, tích cực làm việc thiện. Làm nhiều việc tốt, việc thiện, giúp đỡ mọi người, xã hội, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Cách hóa giải hạn tam kheo năm 2024. Về sức khỏe, đi lại cẩn thận, tránh xảy ra các tai nạn giao thông bất ngờ, đồng thời cần duy trì chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao nhằm tăng cường sức đề kháng, đặc biệt không nên làm việc quá sức, tránh các căn bệnh về xương khớp, tay chân. Ngoài ra, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích gây hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Về tinh thần, đường số hành sự bình tĩnh, tránh nóng vội mà đưa ra quyết định sai lầm, mưu sự lành mạnh, không toan tính hãm hại người khác. Đặc biệt là những người làm cơ khí nên mặc đồ bảo hộ đầy đủ và kỹ càng. Điều này tránh được một số tai nạn lao động bất ngờ xảy ra nguy hiểm đến tính mạng. Về tâm linh, để tìm sự bình an trong cuộc sống, gia chủ nên thường xuyên đi chùa, thắp hương cửa Phật. Điều này giúp tâm hồn trở nên tâm tịnh và thư giãn phần nào mệt mỏi, áp lực từ cuộc sống. Tiếp theo trong chuyên mục Phong thủy may mắn năm 2024, Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ tới quý vị về màu sắc may mắn, giúp Canh Tuất gặp hung hóa cát, vận khí vượng suốt cả năm. Tử vi tuổi Tuất năm 2024 thấy rằng đây là một năm nhiều biến động, thăng trầm, vất vả ngược xuôi. Người tuổi Canh Tuất gặp liên tiếp những rắc rối, xung đột trong công việc cũng như cuộc sống, khó có lúc nào được bình yên. Màu sắc may mắn của tuổi Tuất năm 2024: màu nâu vượng sự nghiệp. Màu sắc giúp làm giảm bớt những vất vả, khó khăn mà người tuổi Tuất có thể sẽ gặp phải trong công việc, đồng thời duy trì được tinh thần lạc quan, không dễ dàng đầu hàng trước khó khăn, thử thách. Màu xám vượng tài lộc. Nếu thường xuyên sử dụng màu sắc này, bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn khi giao tiếp với mọi người, từ đó có được lợi thế khi cạnh tranh, đàm phán, đem lại những khoản đầu tư có giá trị cho công ty. Màu tía vượng tình duyên. Màu tía sẽ giúp bản mệnh có tư duy phóng khoáng, cởi mở hơn, dễ tạo quan hệ tốt đẹp với tất cả mọi người. Bạn cũng tự tin tiếp xúc, trò chuyện, kéo gần khoảng cách với người mà mình đem lòng yêu mến. Màu kỵ năm 2024 của tuổi Canh Tuất là xanh lơ, xanh lục. Sử dụng màu này khiến bản mệnh suy nghĩ tiêu cực, công việc dễ gặp khó khăn, đồng nghiệp bất hợp tác, lãnh đạo gây khó dễ. Bạn cũng sẽ luôn phải chịu sức cạnh tranh lớn trong năm, nếu không thận trọng thì dễ bị kẻ tiểu nhân dắt mũi, lừa gạt tiền bạc. Quý vị thân mến, nếu muốn học theo trí tuệ của bậc thánh hiền thời xưa, ta nhất định phải bắt đầu học từ cách trở thành người nhân hậu. Người xưa dạy rằng, một người muốn làm được việc lớn, nhất định phải có lòng bao dung quảng đại. Đức mà không có thì không thể làm nên đại sự. Cho nên người nhân hậu ắt có phúc báo sâu dày. Ta vẫn thường hay được khuyên nhủ rằng, làm người thì phải có lòng nhân hậu và lương thiện. Thế nhưng như thế nào mới được coi là một người nhân hậu ắt có phúc báo thì ít ai có thể nói rõ ràng. Sống thiện, sống lành,
bao giờ mới được hưởng phúc báo. Cổ nhân dạy rằng, lòng nhân hậu của một người sẽ tạo nên nhân cách của người đó, quyết định tâm thái và tầm nhìn của họ về thế giới này. 1. Người nhân hậu không chiếm lợi của người khác. Câu chuyện thứ nhất, Bào Thúc Nha thời Xuân Thu vốn nổi tiếng là người không bao giờ chiếm đoạt lợi ích của người khác. Ông đối đãi với mọi người rất nhân hậu. Khi ấy ông làm ăn chung với người bạn thân Quảng Trọng, nhưng Quảng Trọng lại thường lấy nhiều tiền hơn về phần mình. Ai cũng lên tiếng nhắc nhở Thúc Nha, nhưng ông không hề so đo tính toán, còn nói ra cảnh bạn mình khó khăn, nên ông thông cảm cho hoàn cảnh của Quảng Trọng. Câu chuyện thứ hai, một câu chuyện khác kể rằng, có một lần Hán Quan Vũ Đế ban cho quần thần quan lại vài con dê được tiến cống, yêu cầu mỗi người chỉ được lấy một con. Vị quan phụ trách chia dê thấy đám dê có con lớn con nhỏ bất đồng, không biết phải chia thế nào mới vẹn toàn. Rất nhiều đại thần vì muốn nhận được con dê to béo mà tranh cãi không ngừng. Thậm chí có người còn đưa ra ý kiến giết thịt toàn bộ chỗ dê đó rồi trộn đều thịt dê béo và dê gầy vào chia ra. Một vị quan có học thức cao trong triều đình khi ấy tên là Chân Vũ cảm thấy phải giết dê để phân thịt là chuyện vô cùng mất mặt. Ông quyết định tự mình dắt đi một con dê gầy nhất trong đàn. Thấy cách làm của Chân Vũ, những người khác e rè không tiện dắt đi chú dê mập nhất. Vì thế mọi người dù không muốn nhưng cũng chỉ đành mỗi người dắt đi một con dê nhỏ và không dị nghị gì nữa. Chuyện này về sau truyền đến tai Hán Quang Vũ Đế, Chân Vũ cũng được ca ngợi là tiến sĩ dê gầy từ đó. Sau này, dưới sự tiến cử của quần thần, Chân Vũ nhờ tiếng lành làm người trung hậu, thái độ khiêm nhường nên đã trở thành thầy giáo của thái tử. Bài học rút ra, người nhân hậu ắt có phúc báo, tức là người sẽ không bao giờ chiếm lợi của người khác. Dù trong hoàn cảnh bản thân có thể bị thua thiệt thì họ cũng đều sống rất minh bạch, tiêu diêu tự tại. 2. Người nhân hậu luôn biết nhớ ơn và đền ơn người khác. Người xưa có câu rằng, thận trung truy viễn, dân đức quy hậu. Câu này có nghĩa là, muốn nuôi dưỡng lòng nhân hậu của bản thân, thì phải luôn ghi nhớ ân đức và biết đền ơn của những người đã từng giúp đỡ, chăm sóc mình. Đó là những người thầy cô đã dạy dỗ ta, cho nên ta phải thường xuyên đến thăm hỏi họ. Đó là những bậc trưởng bối đã chăm sóc ta khôn lớn, cho nên mỗi dịp Tết đến xuân về, hay các dịp lễ Tết quan trọng, nhất định phải đi thăm nom và cảm ơn họ. Đó còn là những người bạn cũ mà ta không được phép quên. Những kẻ bạc bẽo tham mới bỏ cũ thì không phải là người nhân hậu, không xứng đáng nhận được phúc báo. Từng có người nói rằng, bất hạnh lớn nhất của đời người không phải là không nhận được ơn huệ của người khác, mà là nhận được rồi nhưng lại hờ hững coi như không có. Người nhân hậu ắt có phúc báo, muốn được như vậy nhất định phải trở thành người biết nhớ ơn và đền đáp công ơn đó. Chỉ khi có lòng biết ơn thì mới có thể gặp được những người bạn tốt bụng, quý nhân giúp đỡ. 3. Người nhân hậu luôn làm tròn bổn phận của mình. Có câu rằng, huynh hữu đệ cung, tức anh em hòa thuận thân ái, tôn kính lẫn nhau, hay phụ tử tử hiếu tức, cha tử bi, còn hiếu thuận. Hai câu này muốn nhắn nhủ rằng, bất cứ ai cũng cần có trách nhiệm với người thân của mình. Người thân ở đây không chỉ là cha mẹ, anh em ruột thịt, mà còn mở rộng ra cả các bậc trưởng bối và họ hàng khác. Chúng ta đều cần tôn trọng và hiếu thuận với họ. Cách ngôn trị gia của Chu Tử dạy rằng, thấy người thân, hàng xóm gặp cảnh khó khăn, khốn cùng, phải biết quan tâm, giúp đỡ họ vượt qua gian nan, như vậy mới được coi là trọn nghĩa thân tình. Hàng xóm dù không có quan hệ máu mủ, nhưng tục ngữ có câu, bán anh em xa, mua láng giềng gần. Những lúc cần sự giúp đỡ nhất, những người hàng xóm mới là người ở gần ta hơn cả. Để có thể trở thành một người nhân hậu ắt có phúc báo như những biểu hiện đã nói ở trên không phải là điều đơn giản, nhưng cũng không phải quá khó. Song nếu như ta tích nhặt từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống thì sẽ không quá khó nữa. Hãy nhớ rằng người càng nhân hậu thì phúc báo càng sâu dày. Vâng, quý vị thân mến, hy vọng với những thông tin mà Minh Đường Vi chia sẻ trên đây sẽ hữu ích với quý vị và người thân. Kính chúc quý vị sẽ luôn mạnh khỏe, bình an và ngập tràn niềm vui trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau.